xong rồi chạy đi bắn bắn đá, xong rồi tạt qua bệnh viện để xem có ai đi grab không mà kiểu ít tiền xăng. Thì không ngờ vô gặp một đội văn nghệ, bởi vì là bọn anh cuộn quả đi. Và sau khi động đất xong trên đường vào lại thành phố thì 300 quảng của anh chưa lấy, sao mất luôn hả? Thằng này 200 em 200 quảng đó. Ủa anh lấy được mà, anh lấy lại hình như được mà, anh lấy lấy nó lại thì chưa? Đồng rồi dọn rác thôi thì còn đâu nữa. Được 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 được, anh cứ lên đây, anh test lại thử cái nữa đi. Tại vì không, em nhớ có một đợt em bị động đất sao em ấy là bị không, reset gì nè, bị reset không dùng do lấy được, ý là không, bị không, sau đấy, cái giờ reset đấy. Đây là không, đây là rác của thành phố chị ạ. À, không đúng rồi, rồi em bị thành phố dọn rác xong vào vẫn lấy được ấy. Thì anh lên anh coi thử, tại vì em nhớ là có một lần nó vẫn còn nha, nó vẫn còn. Đúng rồi, một ngày nó mới mất. Thật hay vậy quá, hai người mỗi người ói ra cho em 1.000 đô đi tiền phí. Này này, này anh mà lên mà anh mà lấy được, ví dụ anh lấy được đấy là 1.000 đến 10.000 anh vẫn cho, vẫn cho em. Thì anh lên lấy đi. 10.000 anh, đừng có nói 10.000 anh. Không, em không lấy 10.000 của anh đâu. Nhưng bây giờ này em hơi đói, em lấy mỗi người 1.000 thôi. Nhưng mà em xin số điện thoại cho anh, em chưa có liên hệ chị. Xin dịch vụ kìa. Thiệt mà, anh lên anh lấy được, anh tin em. Thật không? Anh này giờ không có tâm trạng mà. Bây giờ anh em chở anh lên lấy nè. Bây này cho bệnh viện. Bây giờ thôi em... anh có xe đây rồi. Đó anh lên lấy đi, được mà. Đó em lên mà có là chị Tinh Tinh nhá. Tinh Tinh á. Ừ, nhưng mà giờ em cho để em thêm người, em cho anh một lời khuyên là anh là một cái nhỏ máu xì đá ấy. Theo nên vậy kéo. Thôi, anh nói xì đá kìa. Theo em, anh còn nên hiền mẫu. Bởi vì anh cái lương tâm anh muốn có lòng tốt để hiến máu cho mọi người. Anh ơi, block ông này nha. Block ông này nha, ông này hen sida nha. Em lắm rồi đấy. Hen anh ơi, hen sida, hen sida. Ờ kia này khoan khoan. Ông này sida không ơi. Để anh nói cho cụ thể của một nhóm của anh, nhóm ba. Nhưng mà anh không lên nó lấy đi, nó mất đó. Em anh tin em bây giờ phải lên lấy đã. Mất rồi, bọn anh nằm này. Bọn anh nằm ở ngoài kia cả tiệm đúng không? Đúng có tất cả để mà đi lấy người đó. Chụp nhưng mà trong máy nó vẫn còn à? Đúng rồi, anh vô nó lấy đi, anh tin em. Em trong nghề 15 năm nay mà. Em tức quá, đúng rồi. Hôm trước tôi về tôi chán xong tôi đây vẫn còn trong máy, tôi vẫn giữ ra được. Mẹ, anh hay không tin con nè. Dọn rác xong anh vẫn lấy được mà anh không tin, anh để đồ trong cái lò nung ấy. Xong rồi thành phố dọn rác xong anh lên lấy, anh không tin, anh kêu anh mất 300. Bánh ơi. Không không, ý là mình động đất ra thì được chứ còn thành phố mà động đất là không thấy, được. Thấy chưa? Thấy chưa? Còn cái này. Còn cái này. Con, anh tin em đi. Công nhớ là có người nào đợt bị động đất xong vẫn lấy được mà. Không, ý là mình bị động đất ra thì được. Ai hiểu nó thì vào đi nào. Dọn rác động đất. Có chỗ rồi kìa. Mất. Đông lắm anh ạ. Kiếm à. Hay là con muốn thử. Hết rồi. Con đi đâu một chuyến đấy xong rồi con em chờ thành phố. Em Hiển đi, leo. Bảo độc vô Hiển đi kìa. Vô Hiển đi kìa. Anh AB cầm đi cho em con lên Hiển đó. Hiển luôn nhá. Chưa mẹ, bây giờ đang chờ đông lắm mẹ ơi. Hả? Anh có lắp vào không đấy? Hả? Dạy thôi. Mẹ chờ chút mày. Hả? Không phải cái sim cho em có lắp vào đây. Em cũng để lì nó cầm đi đâu của em rồi đó. Thì tôi xong rồi. Mẹ gọi lì không được. Trời ơi, cái sim mà có mấy này sử dụng nữa hả anh? Ừ, à không, mày có hiện đâu, không hiện đi đâu. Đến mùng 4 hay mùng 6 hỏi nó coi. Để em hỏi thử, nó đâu rồi anh ơi. Ờ, bây giờ anh mà không lên lại được là em mất lại cho anh 1.000 nha. Anh hay dạy quá, em giúp anh mà anh còn kêu em lên mất lại tiền nữa. Ok kìa. Em giúp anh mà anh còn nói em như vậy. Nhưng mà AB cộng nên đi nhận mẫu. Xì đa là đừng có ít. AB cộng, bây giờ anh có B em cộng em cũng không thèm hiến anh lấy máu của anh đâu. Tôi em hay chiếm lấy anh đi, anh chặn quá rồi. Sao thế? Mẹ xin số đi. Ai xin số ở đâu? À bên kia. Xin mời gọi em gọi đi máu. Hai cái đồ có gì được không? Buồn quá kìa. Bác sĩ đâu? Bác sĩ đâu? Bác sĩ đâu? Ai bác sĩ? Bác sĩ. Gì vậy chị? Gì vậy? Bị đau ngón tay nha. Sao à? Em bác này. Đây đây, sao? Ôi. Thì sao là con này? Chứ tự nhiên ngồi đứng đây rồi mà cứ hỏi bác sĩ là sao? Thì tao kêu bác sĩ mà không trả lời mày khi sao? Tao nói chuyện tao trả lời mày rồi nha. Ai tiếp thì mày em có giờ mày em cái em không có nói chuyện với nó được. Không đó, tao muốn thua lôi với mày. Bây giờ 2 6 viên thuốc là bụng lại lên. Cái gì? 6 viên thuốc gì? Đau bụng. 3 viên tao xài, bao uống 3 viên tao nhét cái nách mày đó. Ủa? Là mày lấy 6 viên đúng không? Đúng rồi, lấy 6 viên đi. Anh quá anh cứu, anh cứu thằng này giùm em được không ạ? Em đứng em nói chuyện. Không. Đây nè. Không, anh cứu mày á, để em đứng nói chuyện. Anh biết rồi. Đấy, solo đi. Sao? Mày nói sao? 6 viên thuốc đúng không? Chết, tao giết cho mày 70.000. Tao giết cho mày 70.000. Mày giết 70.000 là tao qua tao mua cái bệnh viện mày luôn á. Mày gan quá vậy? Thuốc đau bụng với đau đầu. Cái này tao đau bụng. Là giảm 50%. Nó chỉ đau bụng, 6 viên đau bụng. Với lại mày tao biết lộn 6 viên thôi vậy nè.
kiểm tra xem sao sao gì, sao gì ho luôn đi. À, sao gì ho sao đau bụng dạ, hả, rồi xong rồi một dĩ vitamin C, lấy viên thuốc hồi sinh không hồi chinh không nè, sáu viên đau bụng nè, hồi chinh luôn không? Tao còn thôi đi xạo, tao nghe đồn là hả hồ lon là bôn cái lon rồi. Bốn cái lon. Bốn cái lon rồi. Không, không có còn, dán lại rồi. Không có còn mua keo. Không, mà hồi đúng là nó không hết rồi, nhưng mà keo dán lại rồi. Buồn keo dán lại là được. Thì không buồn lắm đâu. Với lại công nhận buồn lắm đâu. Vậy là ai? Mày nói thì người ta đi là thằng nào làm cho nó bùng cái lon ra. Mày nói thì thằng nào? Đâu nhá, để tôi nhớ cái tí sủ dần mẹo thình. À không, quên rồi. Thằng ngọ đúng không? Thằng ngựa phải không? Nè, nhiều lắm má ơi, nè, quy chọc nè, hoa cỏ nè, đèn tôm nè. Sao nghe đồn quy chọc là bố trẻ con rồi mà mày còn gì chơi nữa hả? Quy chọc là bố của nàng tôn đó, bố của hoa cỏ đó. Thì lúc mà tao ngủ với lại quy hoa chọc, ông hoa cỏ xong á. Hoa chọc. Là ông cái ông mà quy chọc á là lâu lắm rồi. Mà tại vì bây giờ tao trả điên, tao không nhìn mà không chọc, đâu mặt tao đâu. Xong cái sau này tự nhiên cái là vô tình sử dụng đụng ơi chỉ có đơn như hai lần rồi đó má. Tại vì không phải, tại vì tao biết thiếu tao viết thuốc hồi chinh à, mà tao quên muốn viết thuốc kia. Thôi mày phải để rồi sao nữa, nhanh đi chứ không thì chứ không đó, cứ nhỏ cái nó chửi tao không làm gì á. Mày đâu, mày đâu, mày đang chữa bệnh rồi mẹ. Thì đó là vậy đó, hiểu không hiểu đúng không? Hiểu. Đó, vậy đó, vậy thôi á. Bây giờ chỗ nào vậy? Mày đang chữa bệnh, mày đang chữa bệnh con chưa có hồi chinh được, mày đang đi khám quét MRI gì rồi. Các em ơi. Chị ơi, chị cả sáng hôm nay không vào à? Mai chị đi chơi rồi chị ơi. Trời ơi, Trời ơi, chị Thắng Ngọc đi đâu đấy? Chị Thắng Ngọc đi cứu người á, khổ lắm. Thôi chị ơi, cứu người mà chị Thắng Ngọc đứng lâu dữ vậy. Chị đi đâu đi chị ơi? Hỏi thăm. Ok, chị Thắng Ngọc nha, lát về. Ok nha. Anh cho em hỏi mình đặt thuốc đúng không chị? Mình đặt mấy liều thuốc rồi chị? À đây, một liều đó bổn đúng không ạ? Truyền máu cho bên sở xe bằng giảm bóng mỡ ấy. Chị đặt đau bụng hay chị đặt một xốp vậy? Đúng. Đau bụng. Trời ơi. Nhỏ tiếp nhận thông tin nó lộn em rồi. Nó lộn em cũng xỉu. Chị mất xỉu gì các chị? Em cũng xỉu nè. Ủa chị? Nhỏ kia nó hãm hại em, thôi bây giờ chị cầm khẩu trang trước đi. Không, bây giờ chó ỉa quá, thôi bây giờ chị lên, hay chị lên bệnh viện đi, em chở chị về, mình chữa bệnh luôn, mình mắc ỉa luôn đi. Do về kia. Em xin lỗi, thật sự không cả anh em, cái này tắc trách với bọn em quá. Em bị hãm hại, con nhỏ nhân viên ganh ghét em, nó hãm hại em. Nó kêu là, ủa người ta hỏi thuốc đau bụng hay thuốc xốp vậy? Giờ này bé bên bệnh viện em nó nhìn bóng đèn nhiều quá nên nó hơi bị choáng váng chị ạ. Nó bị chơi bóng đèn nhiều quá nên nó bị choáng váng nên nó nghe lộn. Tay này ồ qua tay khác, chị thông cảm giùm em nha, để em đưa chị về. Đừng có ỉa ra xem, đừng cố lên chị, đừng ỉa ra xem nha, em cảm ơn chị nhiều, chị đừng. Không mà thôi bây giờ mình tranh thủ mình về, mà đằng nào mình cũng mắc ỉa, mất hết thể lực rồi á. Thôi mình đừng đi làm nữa, mình về mình lấy cái khăn xịt cho. Được rồi, chị đi xong rồi. Em mất lắm rồi chị. Em biết em cố gắng lắm rồi, mà bây giờ em nhanh nữa là thôi em không dám nói từ đó ra đây luôn á. Để em mở nhạc âm thanh nước chảy cho nó thư giãn cho chị đỡ mắc ỉa nha. Rồi dạ. Rắc. Tỏng. Em cố gắng em mở. Trời xem không chạy được rồi. Cứu em. Trời đất ơi. Ủa chị? Không có xem. Chị đừng có hối em. Chị đừng có hối em không sao đâu mà. Em biết rồi nhưng mà chị giả bò chị. Ôi, đừng. Ôi ơi, không sao. Không sao, một cú hít nhẹ không sao. Một cú hít nhẹ. Em ga luôn. Em ga. Thôi, đừng. Em nín lại đi. Đây, tính rồi, chị chạy vô chị đi ỉa trước đi. Rồi chị chạy vô chị đi ỉa trước đi, em đem thuốc cho chị liền. Alo, bệnh viện Mississippi xin nghe ạ. À. Em ơi, vẫn còn em ạ. Vẫn còn gì anh? Alo. Vẫn còn đúng không? Anh trả tiền cho em đi. Ngọc ơi. Alo, vẫn còn đúng không anh? Ừ, còn cái nịt em ạ. Thế anh cũng gọi cho em nữa. Thôi, anh đi chết đây. Em làm em tưởng anh có, là anh tưởng anh có thêm, em có thêm 2.000 chứ. Ừ, anh cũng mong ra đây rồi. Đây chị ơi, đây. Bên đây. Thôi, anh đâu đã ở đây. Thôi mà anh về chơi lô tô đi. Đây. Đâu à. Chơi, mình đi nghỉ trong này, đi nghỉ trong này. Chơi được đâu. Thôi. Chị đi ra có người, thôi anh cố gắng nha. Chị ơi, có người chồng, chị chờ chút, có người chồng, chị ở chồng đi ra đi. Anh ghi cô ơi, có thể nào giác em ra đưa chìa khóa cho Mino được không? Lẹ chơi cho nó ỉa quá. Rồi chị ngồi đây chị ỉa nha, em vô thuốc cho chị liền.
Làm gì có chị chà, double click nha. Không, không, không có gì, không có gì. Em nhét cho người chị á, em đưa cho người chị nhưng mà bây giờ chị trả em tiền ship nữa. Tiền ship mà. Thôi, bây giờ ship em bù lỗ chị luôn á, tại vì mấy chị cũng tội nghiệp á. Tại chị bị ý trong quần á. Nhưng mà chị trả tiền cho em tiền rửa xe được không? Tiền rửa xe của em 1.000. Em đã đi ra xe chị đâu mà rồi em đã tiền xe. Rồi thôi được rồi, chị thôi được rồi, em xin lỗi. Là lỗi em. Rồi lỗi em. Rồi lỗi em, em xin lỗi. Thôi chị đi đi. Thôi được rồi, coi như em làm phước đi. Ok, em cảm ơn nhé. Trời ơi, cái này là trong gia đình anh không mà. Trời ơi, khi nào chị mình lại khi nào mới đủ hả bác? Anh nói đi. Đúng. Đây. Em bỏ bao nhiêu người cho đủ? Em anh nói đi bác. Em nè nữa kìa. Nè nữa kìa, thấy anh thấy chưa, không tin được đàn ông đâu. Không tin được phụ nữ cái đầu của mình. Anh kia hỏi, bé Coca đâu rồi? Nè, nó nè. Ủa? Đây. Em yêu, em thấy ông đàn ông bây giờ tệ lắm. Em chỉ nên đi với lại mấy chị gái thôi. Mà trong thành phố này con gái tốt nhất thì chỉ có thể là chị Coca thôi. Coca là em ruột của tôi đấy, bác sĩ ngốc ạ. Biết rồi, anh trai em tệ lắm, em biết không? Anh trai em làm chị Ariana đau khổ. Ừ, tao mà đứng dậy là tao quýnh mày bà mày đó hả? Chứ sao anh chụp chân em nè, anh thép anh chụp chân em nè. Đừng tin đàn ông chị Ariana. Em thấy anh Bắp này hả? Anh ghê gớm lắm. Mình anh mấy cô. Thấy chưa? Này, đúng vậy. Anh Bắp này là không tin được đâu, chị ạ. Đúng, anh Bắp này không tin được đâu. Hôm bữa em lên chùa cầu duyên, anh còn để cái thùng cầu duyên của anh đầy ở trong cái thùng cầu duyên này, em bắt chúng ảnh nữa kìa. Em bắt chúng cái thùng cầu duyên, bắt chúng ảnh. Anh ghê gớm chị, chị biết cái thùng cầu duyên không? Anh để hết tất cả cái tên trong đó đều là tên ảnh. Em bắt đúng là 3 lần tên ảnh hoài, anh bắt đúng không? Ủa? Alo. Chị ơi. Chị ơi mang cái xe này, mang cái giường này đi liệm luôn chị ạ, không cần cho tỉnh dậy đâu. Thấy chưa? Đi chơi lô tô đi mấy đứa. Đi đâu? Hai ơi, anh hai ơi. Cô La có muốn đi chơi lô tô để chị sao cô La chơi lô tô nha. Em đây. Ơ ông già. Ông già. Chị bác sinh ơi. Ờ chị đây. Chơi lô tô ở đâu ấy? Chơi lô tô ở trong team chị. À lộn, ở ngoài tòa nhà nè em. Ở ngoài tòa nhà. Đi. Ở đây ghi lô tô. Trời, em bán làm gì để chị mua cho em. Em bán nó đi. Em bán mua. Để chị mua cho em. Em ra đi. Cô La ra đi, cô La để chị mua cho. Lanh quá. Kệ tôi. Cô La ra đi em để chị mua cho. Trời ơi, ư là trời. Nè, chị mua cho em mà cô La. Em đứng lại đi. Em mua rồi. Không, chị muốn em ăn bánh của chị. Bây giờ em cho chị bánh của em. Chị cho em bánh của chị. Nè. Đó. Cháp em ơi. Cô La cháp em à? Không, em nói chị cháp ấy. Gì vậy? Chị cháp đấy. Đúng mà là anh là bà chứ không có, chị là người tình cảm nhất cái thành phố này, chị là người mà hả chắc chắn với em, nếu như mà em với chị có gì với nhau chắc chắn là không bao giờ em đau khổ như cái cách mà anh trai em làm chị Ariana đau khổ đâu. Trời chê quá nhỏ này, em tin chị đi. Cho em xin cái contact đi. Hey, yêu người ta mà xin điện thoại người ta. Hôm trước em đưa chị rồi mà em chưa có. Người ta cố tình không cho em đấy. Thôi nhá. Ôi, nhớ nha mày. Nhỏ, mày nhanh. Ôi, đúng là đàn bà giả dối. Thôi vậy quá. Ôi, đàn bà giả dối quá. Vậy chưa vậy? Ôi, lô tô tới nơi rồi kìa. Ủa, lô tô tới nơi rồi kìa. Ê, đi xếp hàng đi, còn đang bán vé, còn đang bán vé. Đây, này, bán này, vé lại đây nhận hóa đơn này. Qua xếp hàng kìa, qua xếp hàng mua vé kìa. Qua xếp hàng mua vé kìa. Nó có cái số, xong rồi mình đánh cái dấu vô là được em ạ. Bạn 100. Ủa, bạn nhiều dừng hóa đơn rồi chứ không có gì hết. À, qua đây hả? Chị tóc trắng qua đây, chị tóc trắng không? Chị tóc trắng chưa nè. Rồi, chị ngọt xong nè. Dạ, em cảm ơn. Yeah, ở đây có ổn tình không đấy? Ê, thì con hợp. Ê, con nhảy múa phụ họa. Anh lô tô đi. Hợp. Để con hát ngày ngày qua ngày đó. Đẹp cao vi cái cướp rồi. Trên chiều rồi. Vô nước mà bắt đầu này. Ác, cười ác lắm. Mình hát hay cười. Ủa? Bé này cho ai kìa? Có tiền hay không? Không, có tiền, có vấn đề, không có tiền thì... Con chào bà đi. À, hello con nha. Hồi bà cũng chào con nha. Đi đóng ở vét đi. Ủa, người ta chào sao mà? Họ, Nobita mà. Nobita chào Suka. Mình là Doraemon nè. Bạn là Doraemon hả? Mình là Doraemon nè. Dùng Suka đi con. Sao bữa bạn kêu bạn là Nobita? Mình á, mình à, bạn muốn mình là gì thì mình là cái đó. Quay né đi, phù né phù. Bạn muốn mình là bồ bạn cũng được luôn.
Ê, mọi người né ra kia kìa, né ra không xe đâm mà kìa. Né ra, né ra, bị đâm. Để ngày hôm nay con có thể mình quân đội mà con có thể nhanh chóng. Kìa bà, đi ra bà đi xuống bà. À bư, bà chân chân, bà chân bà chân chân. Không nhau đâu. Rồi vậy. Bật vậy, ta nhìn tao có chuyện nghe đằng sau. Nè, nhìn tay để nghe ai nhắc cái gì, bồ tạo gì ta. Đây nè. Ây, đây gì vậy? 12 giờ đi dạy học rồi, cầm tay, cầm tay cô cá. Đúng rồi, cầm tay cả mấy em. Rồi, một già luôn rồi. Chết rồi, thằng A Bư sao chưa gì mà nó hư hỏng mà đến bây giờ nó thành như này rồi vậy. Ủa mà sao em ngại cùng, có kiểu có kiểu. Sao tự nhiên bây giờ thành cầm tay ai vậy A Bư? Đâu, em nào nói cầm hết bỏ đây. Tân thủ thôi. Cái gì nó cầm hết á. Cái gì nó cũng cầm hết á. Ủa vậy có cầm kia cái tay đâu. Không, mọi người nghe nè, có cầm cua, cầm cua, ý là cầm bánh cua, cầm bánh cua với lại là mẻ cua, lái thuyền mẻ cua rồi đó. Hơi cháy rồi đó. Cầm cua là cua, mẻ cua, lái cano khó cua. Kệ bà ơi. Dưới cầu thang đi Thần ơi, dưới cầu thang đi Thần ơi. Sao không biết là bữa nó cầm cần quen rồi ha. Nó cầm cần quen rồi. Kèo mút à môi. Kệ bà ơi. Kèo mút à môi. 38 nha, cả nhà 38 nha. 38 là sao? 68. Số tiếp theo nha. Không liên quan rồi. Lòng tức cho dấu sao sẵn giùm em nha. Vô lòng tức cho dấu sao sẵn giùm em nha. 39 thần tài nhỏ 39 luôn, 39. Gì mà là quẻ gì ta? Tiếp tục. Số tiếp theo. Cặp nhũ 44 luôn, cặp nhũ 44 nha. Có người hô là được rồi các bạn ơi. Chờ nha, chờ nha. Lũi là bị phạt thân nha. Ủa có chơi 4 góc không anh chị? À sao anh? Có chơi 4 góc không? 439 đâu ra? 4 góc luôn, anh làm quên mẹ số là 25. 25 nha cả nhà ơi, 25. Tiếp tục nè. Tới cục tích luôn. Hàng 7 đang về nha mọi người, hàng 7 đang về nha. 73. 73 nha cả nhà ơi, 73 nha. Ơi. 73. Bả bay luôn. Tới luôn, tới luôn. Tiếp tục. Lỡ. 72 tới luôn, tới luôn, tới luôn, tới luôn. Số tiếp theo. 62 chứ. Kênh la lớn cho biết nha. 46. 46 coi nha. Tới luôn, có luôn, có luôn, có luôn. Số tiếp theo. 49. Ai chờ thì chờ nha. Bạn đang chờ đấy. 53 nha. 53 cả nhà ơi, 53. 35 có phải là đẹp không? Bây giờ 13:30 nữa là ngon nè. Số tiếp theo. 55. Ủa 55 nha nha cả. Tới cục kết luôn rồi. Tới cục kết luôn rồi. Chạy thần. Sẽ lấy 7 giải nha, mỗi giải là 2.000 nha. Ủa ai chả ngon nhỉ, ngon nhỉ. Ngon ngon ngon. Số tiếp theo. Lấy 7 giải nha. 02. Ôi trời ơi. 02 nha. Lan quẻ. Tới cục ngon không? Hai gì nè, 28 nha cả nhà ơi, 28 luôn, nha. Có luôn, có luôn, có luôn. Sắp thành cái chữ thập đỏ rồi đấy. 28, 26 luôn nha, 28, 26 nha. 36 là sao? Đổi 2 thôi, đổi dạng 2 đi. 62 trời ơi. Tiếp tục nè. Hai kháng đi, hai kháng đi. 41. 41 nha cả nhà ơi, 41. Rồi xong, nha. Tới cục kết rồi, tới cục kết rồi. Tiếp theo. Không có gì luôn á. Hàng năm. Hàng đây đúng rồi. Đây? 54 cái nhà ơi. Rồi tới cục kết, tới cục kết. Sao lúc ít người chơi trúng nhiều mà sao đến lúc mà chơi ít đông người chơi khó trúng vậy ta? 57. Đâu 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 làm gì có 56 bịp. 57. Vé này làm gì có số 56 bịp rồi. Chết khác thần ơi. Chết con có. Số 17 nha cả nhà. Cộng 1 anh ơi, cộng 1 đi. Rồi đấy, tới cục kết rồi đấy, tới cục kết rồi đấy. Tiếp theo. 89 nè.
07. Ôi, tôi có 4, 5, 6, 4, 5, 3. Tôi có 4, 5, 6 mà nó là 7. Ta về hàng 6 chứ. 68. Chờ. Rồi, sao ăn kết luôn rồi. Cái hò 68. 31. Trời ơi, 30. Ba mẹ nó là 30. 30 sẽ có 31 ở đây. Bịp rồi, dạ cái bịp rồi. Không bịp nha, không bịp. Bịp qua, bịp qua. Ai à, trúng rồi à? 8, có người kinh kìa, có kinh. 58. Kinh. Chạy nhẹ mẹ ơi. Còn 5 giải nha. Tới cục kết luôn. Kinh, ba kinh. Mẹ đó. Anh xếp hạ đi gái ơi. 51 mà. Rồi, xin nhìn 19 ha. Tại rồi. Rồi nha. 05. Số 05 đi cả nhà, 05. Đi một trái rồi. 05 à. Ơi, chơi mẹ nó, à quên nhầm, chơi mẹ nó caro rồi đấy. Em được hàng 4 chéo rồi nè. Chuột nhỏ 15 đấy. Cục kết. Qua số, tụi không qua số luôn. Số 14. Hàng nữa là cái gì? 15 là 14 nha. Có bà mẹ nó lại thêm thằng nữa rồi. Tẻ này. Ba mẹ nó bao giờ cho người 35. 59. 59 cả nhà ơi, 59 nha. 4 giải còn 3 giải nè. Chị Long đâu ấy? Không, chạy cho đỡ bỏ chân thôi. Nó xếp lên tinh quá. Chị làm quyết chị thôi. Nó xếp kiểu bị lung tinh. 42 nha cả nhà, 42 nha. Cái hò lần 2. Tới cục kết. Ủa hồi nãy hàng 9 đúng không? Đã về nè, hàng 0 đã về nè. 03. Số 03 cả nhà, 03 nha. Ác lắm. Tiếp theo 37 nha các nhà. Vãi lồn, vãi liền, vãi liền, vãi liền. Hết rồi, hết giải rồi. Mọi người về mua vé sao? Giảng tôi. Cảm ơn mọi người. Hết giải rồi. Mẹ nó còn đúng con năm 35 mà. Đu mà nữa. Không có mà cửa được. Alo. Ba mẹ nó không mở cửa được. Không mở cửa được. Anh ơi. Mò cớp, đừng có lại xem. Hả? Cậu ba ơi, cái số của nó kinh hoàng luôn cậu ba. Sao, được rồi. Má, giờ bẩn thì thôi luôn. Giờ bẩn. Rút cái cây này không có gì luôn. Giờ bẩn chưa? Ai có được hàng chéo, được hàng chéo ba số này. Ba số, người ta kinh nhà mình có hai người đi rồi kìa. Ủa, này có 36 mà. Ờ, nhớ 36. Đợi ba này. À, 56, 56. Có quà đặc biệt. Trời ơi, cái chú anh. Không, chú quên nhầm cái hộp quà chú. Trời ơi, họ chuẩn thế. Có muốn mua đèn bơm bớm không? 5.000. Ôi trời. Trời thương ơi, bình tĩnh rồi. Bình tĩnh rồi. Nó đau, nó lại còn đòi bao tiền mình nữa. 5.000. Không thẳng tay vậy thôi. Rồi, cho em cái quà đồ đèn đi. Cái này đi lấy ở... ấy nhờ, cái này đi lấy cho... Bây giờ đi thính được rồi hả thần? Đúng rồi, đấy cho chị đấy. Cho em thằng nào quyết định là không thấy đèn bố bốm đâu thằng. Nhớ cầm nhá, giơ tay ra đi đã. Để tôi đưa này, giơ tay ra. Trời ơi. Giơ tay ra. Đỡ nhá. Nhớ này. Ôi trời ơi. Kìa bảo cầm ra, anh không cầm anh buồn cười thế nhỉ. Tôi bảo anh giơ tay ra còn gì nữa. Thằng ơi cảm ơn thằng nhé. Mọi người ai chơi lô tô tết thì vào ngày sắp này đi à. Thì tôi đưa cho rồi gì nữa. Sẽ từ. Cầm đầu em thế. Tôi đưa ra là để anh bắt lấy đây. Này. Em mở túi quần nha thằng, túi quần em. Có ai thấy trên tay mình có cái gì không ta? Ở đây tôi nghe. Lấy gì hết không, lấy gì hết nha. Có ai thấy trên tay mình có cái gì không ta? Mọi người chơi tiếp thì vô hàng đi. Có ai thấy trên tay tôi có cái gì không ta? Ủa đâu vậy? Lấy chúng mình như tiền hả? 2.000 à. Cứ ai cái chân tay tôi cứ đợi chơi một tí thôi. Ôi, ôi chị này xin tập quen quen. Chị Loan ơi, hết lô tô tôi sang lấy xe nhá. Xe gì ạ? Ôi em cho, em cho nè. Nên tôi đang xếp hàng mà. Đây. Nhưng mà em sợ đứa nhầm. Không sao, anh chị đưa lại cho tôi. 45. Chị nha. Cảm ơn anh nha, có gì nhả tôi nha. Chị Loan nó nhớ xe gì chưa? Em là tiên ngốc này. Đây. Không ai cả, chị ấy cần. Đâu. Chị lấy chơi đi, chơi tôi mượn lại được không? Chị nhìn thấy tôi hả? Tâm đánh nhã. Thấy chị mà. 108. Tôi là thầy bói đấy. Tôi. Trời ơi, tôi là vong hồn thôi. Này chị áo, chị tóc vàng ơi, đứng đây tôi bảo. Nhìn thẳng mặt tôi đi chị.
Dễ bệnh. Đây đây đây, đây đây đây, chỉ ra đây, đây chỉ ra đây, nhìn thẳng vào mặt tôi. U công đó ông, u công. Anh Tú xin chơi Lotto kìa. Anh bị trượt bằng lái xe rồi. Anh thi lại. Mai em được thi lại em ạ. Trời, anh qua thi chơi Lotto đi. Cho đỡ mệt. Ôi, cái lồng đèn này nó là cái lồng đèn này hả anh? Chị ăn kẹo mút không? Dạ thôi, kẹo mút. Ăn thử đi, ngon lắm. Đau lắm, đau lắm, gãy răng, gãy răng á. Gãy răng á. Ê, hôm nay cô hôm nay, ê, hôm nay quan muối tôm không? Tôi có muối tôm. Không, thôi, đủ rồi, không, đủ rồi. Hôm nay tôi có muối tôm thiệt. Thằng ơi, cho em mượn cái lồng đèn ông Sa chơi được không ạ? Cô Sa muối tôm không? Có vấn đề gì không chị? Cho em mượn cái lồng đèn ông Sa với. 70. Thằng ơi. Nhưng chị phải cầm trên tay đấy nhá. Dạ, em cầm trên tay. Rồi, chị giơ tay ra đi. Không, cái này em thấy rồi. Thì bây giờ tôi chỉ phải đưa tay ra tôi mới đưa chị được cái gì. Thằng đại diện kiểu ảnh 2D hay muốn ảnh 3D như cái kìa. Anh đưa nhẹ nhàng thôi nha. Nó phải đồng bộ với hai cái kia. Rồi, vậy đi. Anh đưa nhẹ nhàng thôi nha. Ok, nhẹ nhàng nhá, chị bắt nhá. Chị bắt nhá, chị bắt. Chị nhớ bắt này. Bắt này. Ok. Bắt nhá. 1, 2, 3, bắt. Úi dồi ôi, sao chị lại nghe chứ. Tại vì chị lại nghe chứ, tôi đưa cho chị nhẹ nhàng. Chị lại nhá. Chị phải bắt đấy, Ok. Này, lại 1, 2, 3. Tôi đưa đây. Úi dồi, sao chị lại nghe. Chị buồn cười nhá. Nguy hiểm quá. Ủa, cho lần quay thứ 2 Lotto show ngày hôm nay. Buồn quá hả? Không, chị cứ thoải mái đi, chị chiêu chiêu đi. Buồn lắm, em không có xin tiền đâu. Số đầu tiên Ôm 73. Cái là dính liền. Chất quốc. Số 10. Số 10. 52. Không có đó. Không có luôn. Đéo có con mẹ gì luôn là thế nào đó nhỉ? Một số luôn á. Ok. Có bao số rồi bạn? Có số gì rồi, số mấy vậy? 7352. Đúng rồi. 32. Không vô nha, trời ơi. Cộng 1, 3, đầu xuôi mà đuôi không có lọt vậy. 3 đang về. 33. Đấy, nó chừng còn luôn. Đéo có còn 33 nào. Ngay này nó bịp rồi. Tiếp theo. 64 cả nhà ơi, 64 luôn. Thôi lòng đường đi ai. 64 tôi chắc bóc người ta. Quay không cầm cái gì luôn à? Chắn ốc luôn rồi. Dạ đi. Ông vô luôn, trời ơi. 36. Chị hỏi ơi, tờ này có mặt sao không? Số này không còn một số là sao chị ơi? 72, 72 cộng 1 thì thôi. Dạ. Giờ không có vô. Có 70, 71 và đéo có 72 à. Cày nha, không hợp nha. Con chó nhỏ 11. Con chó nhỏ 11. Trời ơi, 11 luôn á. Chó hồi 11, chó hồi 11. Tiếp theo. Không, cái số 72 không liên quan. Số 18. Vô. Sáu mà đẹp, sao 17 đéo có 18 luôn. Trời ơi, tờ ra được, tờ này không có dính chút nào vậy. 16 mà đẹp, chị lo rồi. Mặt sau chị ơi. Có luôn, vô. Hai cái nha chị ơi, không tin. Hai cái chị ơi, hai cái. Số cán trần, giấy cán trần. 53. Số 53 nha mà con ơi, số 53 nha. Mấy cái số lung tung quá mình không có cần không. 5556 và đéo có 53 luôn. Ôi, chị dán vậy trời. 05. Số 05 nha mà con ơi, số 05 nha. Vào đấy có 06, 07, 08 mà đéo có 05 luôn. Không có rồi trời, thần ơi trời, thần nôn quá à, mới kêu mấy số à. Thần này 57. 57 con ơi, 57 nha. 56. Đấy, bây giờ mới được một số đây. Cái thầy vứt luôn cái tờ đấy đi thầy. Tiếp theo. 45. 45 mà con ơi, số 45 nha. 42, 43, 44. Nếu có 45, đúng. Rồi. Nói lộn. 70 nguyên mà con ơi, 70 nguyên. Có. Chờ. Ủa sao nãy giờ kia không có gì hết trơn. Thằng có lẹ không thằng ơi. Số 23 mà con ơi, số 23 nha. Chờ 2 ngày, chờ 2 ngày. Từ 25, 26, đéo có 23 luôn. Ba mày nó phát thử lên gì đây. Thôi không có chờ. Thôi chơi ông Phạo. Số 16 nha. Ủa, 16 thế giờ. Thôi chơi ông Phạo. 17, 18, 19, 16 rồi.
14, 15, 17, 15, 16. 07. 07. Ừ, không phải. Không phải. Đấy, cái này là con có vật lý này. Cái massage cái chị lên quá ha. Em đâu ạ? À? Ê, Mi Nguyên, anh kia ơi, xuống chờ đi anh, xuống chờ, đừng lên trước, đúng rồi, ừ, anh đó. Ủa, sao em lại sao nhiều vậy? Con ơi, hai Mi Nguyên nha. Chúng ta một hàng tốt tiếp theo nè. Sao lại cái tủ vậy? 21. 21, con ơi, 21 nha. Đéo mẹ chờ ba hàng. Đốt phê, chính thức đốt phê. Bật lửa đâu nhở? 24. Cân, cân, cân. Cân chạy lên, cân chạy lên. Bộ chạy lên, chạy lên. Bộ nha, dành chỗ nha. Rồi, Trang chị đứng lên sẵn rồi hả? Con đứng lên sẵn chị. Nè, nửa cái vú lại ra, nè, nửa cái vú lại ra. Để nửa, nửa vậy. 43, 43. Kê, 43. Trời ơi, trong miếng đại cãi đi, hai cãi đi. Đố tiếp theo. Có 10 đi trời. Chị ơi, đứng chung. 12, số 12, mà con ơi, số 12. 10, 10, 10, 10, 10. Mẹ nó cờ vây rồi. Bà mẹ chị ơi. 59. 59 mà con ơi, 59 nha. Trời ơi, 59 là 54 nha. 55, 56, 57, 58. Nếu có 59. Đến. Có một quẹt thần ơi, thần lấy ông thần ơi. 08, số 08 mà con ơi, 08 mà con ơi. 59, 59, 59, 59, 59. 29 đi. Tiếp theo ai chờ thì đợi. 29. À. 14, số 14 luôn mà con ơi, số 14 nha. Số 14 cái hò, số 14. Đợi đến 3 lần rồi đây. Ừ, anh gặp kìa. 29. Chơi, chuẩn bị, chuẩn bị. Mở chân đây. 71. Trời ơi. 71 mà con ơi, 71. Bà mẹ nó cờ vây rồi. Con hô được sắp kín rồi đấy. 62. Ok. Ai kinh thì lên đi nè. Mấy bà thắng hoài ta. Giỡn hết người không? Anh kinh rồi. Ông chính. Số 09 là con ơi, số 09 nè. Nó hốt rồi, nó hốt rồi. 3 giải. Không biết đại là gì. 4 giải. 4 giải. Còn 3 giải, còn 2 giải chứ lộn. Còn 2 giải nha. 55. Số 55 bà con ơi, số 55 cái hồ ha ha ha. Đợi 56 à. Không biết đợi là gì, không biết đợi là gì. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Hay biết giờ bị trừ lại cái gì vậy? Có một con nào luôn. Đù mẹ. Thần thần cho thần này nè. Trời ơi, hết giấy số bị cái qua đây bẻ. Hello sao á? Lô tô giấy nhỏ. Xong thiệt kìa. À, em chờ em đợi nãy chị, giờ chị cứ sờ sờ mó mó nhưng mà chị chơi lần này xong đi cho em mượn lại đi rồi tôi đưa cho chị thôi mà. Ủa chị thực sự ổn không? Em xin lỗi em bị hỗn loạn quá. Ổn không? Em bị hỗn loạn quá. Không, chị vào bệnh viện chị nằm đi không? Không, em hỗn. Em cảm ơn chị, chị không chơi lồng đèn đi hả? Chị quay mặt lên, chị nhớ là còn bốn tóc cũng được nha. Chị hết mà em xin không? Không, kẻ à, yêu lắm. Tươi tươi thẩm mỹ rồi. Thẩm mỹ. Thẩm mỹ em trai. Tiêm baby kiểu. Không, cái này là tự nhiên đấy. Thành tự nhiên đấy. Đúng hai lần rồi đó, đúng không? Ủa, thích biêu quá. 3, 2, 6. Chị ơi, chị đừng có nói cái này đi. Không, không chứ. Bố còn đi. Bố còn đi. Bà ơi, bố còn đi. Lâu, lâu. Bà đố xe bà đấy. Thằng chữ bố còn đi là nghe đi hả? Chơi tiếp vào hàng đi mọi người. Bố còn đi. Mở cho mày nghe, mở cho mày nghe mọi người. Đến. Em có chơi. Bố còn đi. Mày bắn cái gì? Ok, ơi 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 ơi. Vô hút bình máu lại chụp đồ dạ, đây à. Anh mất 5.000 đi đây. Đây đây đây. Thì 5.000 thì ngu đó. Lát hồi ra 7 câu đi anh kể cho mày nghe một câu gì. Đâu ra vậy? Trời ơi. Năm nay dành cho người xinh đẹp. Mười mấy cường. Nè, có ba thấy gì không? Cá đâu? Trời ơi, hàng hiếm, hàng hiếm. Đúng không? Xin anh. Xin ra xin. Hàng hiếm nè mẹ, hàng hiếm nè mẹ. Chè. Ơi mày đâu đang nghỉ. Nè người ta đều được cho đây quan đang nghỉ đâu mà đâu. Nói gì mày không biết. Có ngon chọn lọc người. Ây da. Trời ơi. Mấy đồng chí đi coi nè. Tôi mới làm á. Ok á. À, đã tặng chị Linh đúng không? Tặng đồng chí Linh đó nha. Mấy đồng chí hay dạy quá à. Cái gì em ơi. Cái đó cái cây bạch tôn.
cái kia nó đánh đau lắm. Đây, đây, thôi được rồi, mấy đồng chí, mấy đồng chí bắt ra cùng lúc tôi sợ, mấy đồng chí cất ghi giùm tôi được không? Mới làm với cái cây này nó phát sáng được chị ạ. Mấy đồng chí bắt ra cùng lúc tôi bị sợ, mấy đồng chí từng từng người thôi. Trời ơi, cái phát sáng tôi cũng có chứ bộ nè. Tại sao mình bóc từ sau nhìn như trộm. Đấy. Hình như ăn cướp vậy. Đúng rồi, tôi cũng có mà. Tôi chỉ muốn đến đây để gửi cho mấy đồng chí một thông điệp thôi. Thông điệp của chúng tôi. Đó là Trung Thu vui vẻ nha. Khi nào đồng chí ca lên vô gọi tôi nha. Ok. Mình đừng có lấy cái đèn ông đèn con cá chép nữa, mình làm cái đèn hình cái phim đi. Không, biết tại sao lại đồng đèn cá chép không? Bắt cá à? Gì vậy bà vậy quá. Bắt cá hai tay. Ủa sao chị không lấy cái đồng đèn kêu cổ á? Trời ơi, trời cái gì vậy trời? Sao mấy đồng chí cảnh sát cầm? Cái suy nghĩ của mấy đồng chí nó kinh khủng. Cái lồng đèn của đồng chí, đồng chí làm cái lồng đèn kia có khác gì treo cổ không? Trình Thu là tên của Niêu Nhi nha, mấy đồng chí đang nói chuyện chú ý lại nói nha. Mấy đồng chí bình tĩnh đi. Nhưng mà đồng chí làm cái lồng đèn nó giống cái lồng đèn treo cổ rồi. Thôi đừng có nói đồng chí, mấy đồng chí nói từ đó tôi sợ quá. Ok. Tôi á, đầu óc mấy đồng chí hơi bị bệnh. Đây là lồng đèn cá trap. Tôi bị đồng chí Kalen trap rồi. Trap, trap. Đúng vậy, trap. Chị trap. Chị ca linh cháp tôi bị đồng chí ca linh cháp. Trời ơi, nghe cái câu gì mà nó thiếu vậy. Tưởng chị Thảo Ngọc bắt cháp luôn. Bậy rồi, ai đồn vậy? Tôi giới thiệu các bạn. Tưởng chị Thảo Ngọc bắt cá. Tôi, người phụ nữ trung tình nhất thế giới này. Ê, nhỏ nghe nhỏ kêu gì? Làm lại cái thái độ đó là sao hả? Chưa đâu bị bóp. Làm vậy là sao hả? Alo, cái con tóc vàng, con tóc vàng á. Nhưng mà ai ngờ đâu. Chơi nè. Tính chịu nhỉ. Chỉ có ai chơi lô tô không? Không, sếp ơi. Mấy đồng chí chơi lô tô đi, tôi bao cho. Mấy đồng chí chơi đi, tôi bao cho. Đây. Ai chơi đi, tôi trả tiền cho. Kêu ảnh viết hóa đơn cho tôi hết nè. Ok, bây giờ mấy bạn. Từ từ, bà đừng có chen hàng, cảnh sát cho mà chen hàng dữ vậy. Cả đi đi ơi. Đây, của anh chị hết. Đây, đây. 64. Anh ơi, viết giùm em ba chị gái này cho em nha. Ok đó, hai bạn ok. Cắt cho cái máy phát nhạc 90. Đây. Ok. Bỏ này từng người chị ơi. Không nhưng mà ghi hóa đơn cho em đi, đừng ghi cho bà. Rồi. À ba chị. Ủa ghi dây âm rồi mà. Không được. Thôi để chị. 60. Trời ơi, lừa đảo. Chị cho em một combo chuẩn được rồi, một bánh hai nước. Được rồi đây. Để chị vô mua đó nha. Xong rồi đó chị ơi. 87. Không có, để tí chị vô mua cho. Mỗi đứa một bánh hai nước đúng không? Đi 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 đi. Combo chuẩn nhưng mà không có rồi lấy. Ok. Rồi để đi lấy cho, có gì cũng ngại đó. Đưa cho. 100. Ok. Bây giờ không mua giùm gì hết trơn à. Sao đó mẹ? Alo, con không chơi à, lần cuối trên 3 tài thưởng này. Ô, lần cuối à, trời con tưởng á. Đây, để con đây. Trên 3 rồi. Đây, con biết quét. Tại con cứu người. Từ từ, nó giết em vậy. Đừng. Em nữa. Trời ơi, lấy cứu người, cứu người. Trời ơi. Nghe nhân 3 là đã liền à. 100. Ok. Nghe nhân 3 nó tính. Rồi, nó rồi đó. Dạ rồi, em cảm ơn. Con đàn bà tham vọng đến đây, hô đi. Ôi. Nè, đứng xuống nè, đừng có tham lam quá nè. Nhích cái chân xuống nè. Chị ơi, xem ba liều đâu bụng chị ơi. Trời ơi. Anh ở trong đó có bệnh viện, ở trong đó có bác sĩ, anh chạy vô đi. Chạy hết đi, đau bụng như tầm này nữa. Chơi đi. Đều đánh xác. Số đầu tiên mọi người ơi, số đầu tiên luôn. Số đầu tiên về gì đây? 48 mọi người ơi, 48 nha. Đó rồi, có luôn anh ơi. Số tiếp theo nè. Lại massage cho thần đi. Số tiếp theo 17. Số 17 luôn mọi người ơi. Số 17. Trời ơi. Em quay vậy chứ. Quay vậy. Thôi, đã đó là sự tham vọng của một người đàn bà nó khác với em ạ. À, mẹ con đàn bà tham vọng này chắc đuổi thôi giải quá. Con này xứng đáng có được 5 cái giải. Đó là trời. Trời ơi. Còn 6 giải nha. 41. 41 nha. 41 mọi người ơi, 41 nha. Số tiếp theo. Đàn bà tham vọng trời ơi. 46. 46 luôn cả nhà ơi, 46 luôn nha. 46 nha. Số tiếp theo nè. Con số gì đây? Cỡ đây con mấy? 29 nha. 29 nha bà con ơi, 29 nha. Tiếp tục, số tiếp theo. Trời ơi, bánh bèo bớt nhảy, bánh bèo ơi. Để em hôn hộ chị. 54. 54. 54 mấy chị em ơi. 54 nha. Giơ tay lên đi, mới thắng được.
mình mà cứ ù lì vậy là mình không thắng được đâu. Sôi nổi lên. Không chín, số không chín nha. Không chín cả nhà ơi, không chín nha. Không chín là phở này nó không có chín. Phở không chín là phở không ngon. 49. 49 nha. 49 Đà Lạt, Đà Lạt quê em với chị. Rảnh rỗi về Đà Lạt chơi nha. Chờ 2 phát rồi đó nha. 16. Số 16 nha. 16 luôn. 16 là hơi bị máu nha. Máu lên, máu lên. Thần tài nhỏ 39 luôn nha. Thần tài nhỏ 39. Nó chín nhiều vậy. Hay. Mỏi chân quá. Hàng 6 đã về nè, hàng 6. 69. 69 là cái tư thế đẹp. Mấy anh chị tối nay về mình nè. 33. 33 cả nhà ơi, số 33 nha. Không có cái mù gì luôn. Không có cái mù. Bóp bay thần. 66. Bóp bay thần. 66 cả nhà ơi, 66 nha. Số tiếp theo. Bóp bay thần cái đụng bánh hen vậy ta. 75 dây già, 75, 75 dây già nha. Tham vọng, tham vọng. Hồi đi. Tham vọng lên mấy chị ơi, tham vọng lên. 40 hơ. 40 hơ nha. 42, 42, 42. 42. Số tiếp theo. 23. 23 cả nhà ơi, 23 nha. Chưa vậy đâu, nó kinh mẹ rồi, đông lên đó. Trứng diếm anh chị ạ. Cặp nhũ 44, cặp nhũ 44 luôn nha. Cặp nhũ 44 nha. Ủa sao mình kinh lẹ vậy được ta? Sao kinh lẹ vậy? Sao 50 nguyên. Con 50 nguyên cả nhà. Ôi, ơi 50 nguyên nha. Kinh 2 vòng luôn. 50 nguyên. Em kinh 2 vòng vậy nè mấy anh chị ơi. Kinh 2 vòng. 13. Số 13 nha. Số 13 cả nhà ơi. Số 13 nha. Chị ơi, em kinh 2 vòng có được 2 tiền không? Không. Ăn dày quá. Ăn vọng quá. Ăn dày quá. Chị ơi. 05 nha, số 05 nha. Số 05 nha. Vẫn chờ ba hàng nha. 05 lên chị gái ơi. 14, con 14 nha. Số 14 luôn. Mấy chị gái ăn hơi nhiều nha. Hay quá em ơi. 73 nha, 73 nha mọi người ơi, 73 nha. Hay chị chỉ cho là nhảy này, đi chơi 4 nha. Thì 1 2 3 là nhảy nha. 18, số 18 mà con ơi, số 18. Đúng chưa? 1 2 3. 1 2 3. Chẳng 13 giải nha, còn 3 giải nha. Lại đi. Mẹ ơi đi chơi 4 nha mẹ, đi chơi 4. 7 giải, 7 giải. Số 19. Số 19 nha. 1. Số 19 nha. Cái gì dữ vậy? 1 2 3. Còn 1 giải, còn 1 giải nha. Quẩy lên, quẩy lên nào mấy chị em. Còn 1 giải duy nhất nha, còn 1 giải cuối cùng nha. Mày là kẻ may mắn này. Hàng năm nè. 57. 57 bà con ơi, 57 nha. Thần ơi, thần kinh luôn rồi hả thần. Rồi số tiếp theo nè. Kinh trăng mật rồi. 21. 21 bà con ơi, cái hò 21 nha. 26 rồi. 26 cứ 21 vậy. Nè, số nè. 15. Số 15 bà con ơi, còn số 15 hai lần nha. Rồi kênh này, rồi kênh này, bệnh viện kênh này, bệnh viện. Cảm ơn chị nha, cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị nha, lịch cho tôi lần sau nha. Không có gì buồn, không có gì phải buồn. Không có gì buồn. Làm bài tham vọng. Nè, ổ. Nè bà. Wow, quá. Thần ơi, thần em tiết lộ một bí mật, thần em đứng sau lưng thần em bóp dai kia mới thắng lẹ vậy á. Em đứng sau thần thần ạ. Thôi, tôi xin các anh chị đây là không có phát lộc đâu nhá. Nói lắm rồi đấy là phải đi đánh lô tô là mọi người hiểu rồi đấy. Nhân 3 đúng không? 6.000 rồi. Trời ơi, em cảm ơn. Kinh 3 lần rồi đó bà. Đấy, xen mỗi đứa 1.000. Trời ơi, gãy cái chân. Thôi, mấy em không có gì phải xỉu. Trời ơi, không phải là không được tiền mà hay lờ chơi là não không được lên. Chưa bao giờ được bước chân lên trên đấy luôn. Thì không được lên, không được tiền. Thế mấy em có biết là chị kinh 3 lần trong cái tờ giấy số đó luôn không? Trời má, tội ạ. Cái giấy số theo tờ hay sao á? Giấy số theo tờ hay sao á? Đêm nay chị sẽ nằm gác tay lên chán suy nghĩ gì chị Linh. 6 ngàn luôn, 6 ngàn. Xem cái số cười cho mặt với đồng đội đó kìa. Xin gà đi. Tán vào quê. Chốt.
nào đây? Chốt. Mẹ cũng ăn dữ vậy ta. Đâu có được dữ nữa đâu. Ôi sao cái tóc tao như cái máy hiên vậy? Nhìn nó đủ rửa. Tiền về chứ nhỉ. À, được 10k. Ông có xe. Ủa mình có xe. Mẹ thắng 10 ngàn đúng không? Ừ, thật bảo là mẹ trúng 3 lần xứng đáng với xếp đây. Ê mẹ, nhưng mà mẹ thắng 10 ngàn mà mẹ dữ vậy? Ừ, mẹ không cần phải đi câu cá cũng được. Trời ơi mẹ ơi, hồi nãy con đứng bóp vai cho thần mà hả? Con bóp 4 số đầu là ra phát là thần kinh luôn mà. Mày bóp cho thần để mày mới được mấy cái thằng lồng đó phải không? Không, là thần cho con đèn lồng rồi con mới đứng con bóp. Con tự nhiên thấy thần mỏi mỏi vai con lại con bóp cho thần. Cái bố phát là kinh luôn. Cái tờ giấy đó của con kinh 3 lần. Thành để ý tao là tao trúng 3 lần rồi. Bây giờ tao nói thì thành cũng đánh xét rồi mà tao hết trơn á. Thương của tao nói hết trơn à. Mày lơ đi đi. Nghĩ thôi. Cứ nghĩ đây. Sao? Đó đó. Ai ngất vậy? Ai ngất vậy? Em chưa nhận giải ba thật đấy. Em chưa nhận giải ba. Em đừng nghe về viện xong nhận giải luôn đi để tôi xóa xe này. Các người cho tôi nên bằng cái hên đúng không? Cái này. Bà hỏi bà thương. Bà thương ngất mẹ rồi. Mà là à là bà trả đưa lương rồi mẹ, tưởng đưa lương rồi. Thôi đừng có cháp, chị chưa đưa lương cho em nè. Ủa, nhiều người chưa đưa vậy, từ từ. Chưa đưa lương cho em nè. Ôi biết rồi, từ từ cho lấy lương đưa. Ôi. Lộn người. Chờ chút. Lấy lương 4 phòng thôi chứ. Từ rồi, tắt đi. Chỉ cái người ấy nè. Ok, tắt đi. 4 phòng, 3 phòng, 5 người nè. Được 1 phòng. Trả lương cho em. Trời ơi. Em lên bác sĩ. Gì? Em lên bác sĩ. Không biết. Sao lại không biết? Em lớn già tuổi rồi mà em chưa được lên bác sĩ nữa. Chị giải thích đi. Năn nỉ em đi, chị lên. Dạ, chị em năn nỉ chị cho em lên bác sĩ đi. Em lên bác sĩ nha. Yes. Là em được mặc áo kia rồi phải không? Là em lên chưa để em khè. Em vô em lên luôn. Trời, để em thay đồ. Hả? À là người em yêu chứ người đấy cũng không có yêu em đâu. À, đúng rồi. Đồng chí à, alo. Đồng nghiệp Ginzy gì thấy tôi hôm nay có gì khác không? Chị là bác sĩ hả? Cảm ơn đồng nghiệp đã nhận ra tôi. À em là bác sĩ trưởng rồi chị ơi. Mẹ mày vậy sao mày vẫn có mặc bộ đồ đây? Tại vì em thích. Hay vậy quá, cút đi. Các em ơi, các em thấy chị hôm nay có gì khác không? Tại là à chị Tân Ngọc có áo mới. Bác sĩ trưởng rồi. Bác sĩ rồi. Wow, chị Tân Ngọc được cứu người rồi hả? Cái gì vậy? Chị bây giờ là người một trong những người đứng đầu cái bệnh viện này rồi. Chứ chị không còn ghẻ như ngày xưa nữa đâu. Ê, nữa nha. Cái thái độ đó nha. Nói chung là thôi, ngày mai mấy đứa muốn ăn uống gì cứ qua đây chị mời hết nhé. Ăn gà rán. Gà rán cho mua cho chị Linh rồi. Mà chị uống thuốc rồi không ăn. Uống thuốc gì? Cho 30 viên thuốc cảm đi. 30 viên mày uống cho mày phê thuốc hay gì? Mày phát cho tù nhân cái gì mày uống dữ vậy? Ăn bánh trung thu đi. Thôi được rồi, để mỗi ngày chị gửi cho cái gì à, mà mai mỗi đứa qua đây chị gửi cho một liều thuốc. Đợi chị xíu đối tác chị gọi. Alo, sao em sao anh? Ký hợp đồng hả? Sao không anh? Không nghe gì hết. Cái gì? Không có nghe. Alo nghe chưa? Em ra bệnh viện xong em rẽ phải, em ra cái cầu ở đằng sau bệnh viện đi. Đi rẽ phải. Rẽ phải xong có cái cầu ấy, có cái cầu ở ngay phía bên tay phải của bệnh viện đi ra ấy. Không phải cái chỗ cầu thang đâu nhá. Ra đấy đi anh đợi. Đây hả? Ôi trời ơi! Ghê ta! Ôi trời ơi! Đỉnh anh, nhưng mà cái màu sâu! Anh đổ chưa? Chưa làm gì hết! Đổ lại đi! Mà. Thì lúc đây mà có tiền mới đổ được chứ! Đổ rẻ lắm! Cái màu chỉ có 3.000 thôi! Ê nhưng mà em có nhìn thấy có cái lửa trên bánh xe của anh không? Có! Thế là đồ dạ! Không, có cái tem á! Cái hả? Ôi anh Tú ơi, thế này là anh đẹp là cho tình đẹp. Nhưng mà anh độ màu có 3.000 thôi. Độ màu 3.000 thôi à? Ừ, cái cầu này là cái cầu khánh hội đó anh. em nghĩ màu này à, em nghĩ xe này nên phải màu đen hoặc màu trắng anh ạ. Màu đen hoặc màu trắng. Ừ, chứ nó đừng có màu mè. Màu này nó hơi navy rồi anh ơi, nó màu đen hoặc màu trắng. Mai mình làm luôn. Nhưng mà để giữ cái lửa này đi, giữ lửa này cũng hay á.
như đổi màu, không biết đổi màu cái lửa lửa đâu, đổi màu ví dụ như nó màu đen thì mình đổi thành màu trắng, mà nếu màu trắng đổi màu đen. Em gọi em ra đây, anh thấy ngoài kia có hai chị cảnh sát mà hai chị vừa đánh trượt anh xong chắc là biết anh không bằng. Mà chị chạy đến thật là rắc rối. Mà sao anh lại chạy xe này mà anh trượt được vậy? Không, lúc đấy anh chưa mua, anh đi xe của người ta, anh vừa mới đi lấy về mà. Trời ơi, cái xe đó mà còn trượt được nữa. Ồ, thế anh quên mất với cái đoạn mà cảnh sát thực là xe đen lửa đỏ nào. Nhưng mà anh ơi, anh nhớ mỗi ngày vô, không vô ít thì cũng vô nhiều, thì mình cũng lấy cái xe ra cho nó đỡ bị tốn tiền phí giữ xe nha. Ừ, chứ gì nữa, anh chuẩn bị lên bãi đá, anh đi đập đá luôn, anh hết sạch tiền rồi. Anh đi đập đi. Ờ. Anh chết, anh ơi, đủ mấy 55kg rồi. Mà đủ cha đó chứ. Em có muốn đi tập thể dục luôn không? Má thôi, lười quá đi ngủ, mai đi tập thể dục. Ờ. Má, đăng cay gì? Em ơi, sao đăng cay? Người ta thành đôi hết rồi đấy. Không có dụng kiện không? Yeah. Cái gì cảnh sát không biết đâu mà anh sợ. Có, chị nhớ mặt anh mà. Cái chị đi chị xem đấy. Đây rồi em ạ. Trời ơi, anh nhá. Quên gì rồi đúng không? Nhớ, đừng quên ấn subscribe cho kênh Mitty Play để xem thật nhiều video về game của mình nhé.